Hôm nay Nhân Đức sắp xếp cái chương trình, bữa nay Nhân Đức nói chuyện một chút rồi có hoa hậu ca sĩ Kim Tho hát cho các cụ nghe, rồi có em trai là Phú Quý hát để chúng nghe ba bài hát về cha mẹ được. Người xưa nhà Đức có coi một câu chuyện lớn tuổi lắm, khoảng 70 tuổi, cha mẹ chín mấy tuổi. Vì mà người con 70 tuổi này làm những cái việc vui cho cha mẹ để cha mẹ được sống lâu, làm trò này trò nọ tùm lum, rồi giống như có khi giả hài hước, có khi gánh nước cái chợt té trước mặt cha mẹ cho cha mẹ cười chết, như làm mọi chuyện cho cha mẹ vui. Nhà Đức có coi câu chuyện đó, mà câu chuyện đó ghi trong cái quyển sách Nhị Thập Tứ Hiếu. Khi mình coi cái tự nhiên mình thấy bây giờ mình lo cho người già chúng trong chùa, cái đặc sắc nhất để mình giúp cho họ khỏe bằng cách nào? Vui. Người xưa nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, quý vị. Khi con người được vui vẻ hoan hỷ thì người ta khỏe. Cười một cái mà còn hơn 10 thang thuốc bổ. Nên mình làm con mà mình có thể giúp cho cha mẹ được vui vẻ, hỏi han cha mẹ. Có nhiều người người ta lo cho cha mẹ, người ta nghĩ rằng là nhà cao cửa rộng rồi ăn ngon mặc đẹp đó là hiếu. Chưa chắc. Chưa chắc nha quý vị. Chưa chắc đâu. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, nhưng buồn. Khi buồn là nó phá vỡ hết. Buồn là phá vỡ hết. Còn người ta sống đơn giản, bình dị mà người ta vui, nó còn hơn là nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp mà buồn. Giống như bây giờ mình làm một cái lồng son, cái lồng này toàn là vàng không, nhưng mà mình nhốt con chim vô cái lồng đó, mình để nó trong đó không, mỗi ngày nó hót, nhưng thật sự nó hót cái tiếng kêu não nề. Biết nó hót thì sao? Thả tôi ra đi, thả tôi ra đi. Dù là lồng vàng nhưng mà nhốt tôi trong đây bị giam hãm, khổ đau lắm, thả tôi ra đi. Nên nó hót não nề, thấy không? Nên con người cái đặc biệt là nội tâm, người ta được vui. Nên có nhiều người hỏi như Đức, ủa sao mà thầy lo cho chúng đông vậy mà các cụ ít bao giờ uống thuốc, mà chùa cũng không có tủ thuốc, không có khám bệnh, mà sao các cụ khỏe quá? Những Đức nói, cho các cụ uống viên thuốc vui. Viên thuốc vui. Từ cái niệm Phật rồi mình mới giảng ra, rồi mình mới nói chuyện cho các cụ vui. Mà cái vui đặc biệt nhất là con người ta được an tâm. An tâm. Còn thí dụ như có nhiều người già ngoài đời buồn là vì sao? Cô đơn. Mình tuổi trẻ mình cô đơn, mình buồn, mình còn đi tìm chỗ này chỗ nọ chỗ kia để mình giải trí. Nhưng mà cái người già họ không đi được, mà họ ngồi ở nhà họ buồn giết rồi, họ giống khỉ khô. Không? Này gọi là khỉ già. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị thấy rằng là tại sao các cụ trong chùa mình lớn tuổi lắm á, nhưng mà khỏe đẹp. Giống như mẹ chồng của Kim Tho 75 tuổi cũng trẻ. Hồi nãy như Đức nhìn cô tưởng đâu 50 tuổi, nhưng cái 75 tuổi á. Ở nhà mỗi ngày nghe Pháp, nghe những Đức giảng, cô vui. Cô nói ban đầu nghe những Đức giảng, cô thấy cũng không thích gì mấy. Giống thầy này nhìn thấy giảng kinh kinh kỳ quá. Mặt kinh kinh kỳ quá, nghinh nghinh kỳ quá. Nhưng mà giảng từ từ, nghe từ từ thấy vui. Vui xong rồi thích. Thích là mắc nghe hoài. Cả gia đình,
Đó là cái anh bên ngồi kế mẹ là chồng Kim Thoa. Rồi Kim Thoa, rồi cái chàng trai bận áo trắng là em trai Kim Thoa. Nguyên gia đình, gia đình biết biết tu hết, mà quê miền Tây, cũng quê nhà đất cũng miền Tây. Mình biết nhau, mình khuyên nhau niệm Phật để sao này mình về Tây Phương. Đó. Thì biết rằng cái người miền Tây họ tí họ nghèo nghe vị. Quê như đất nghèo. Bây giờ thì cũng phát triển mà thờ mình ngày xưa nghèo. Họ nghèo nhưng mà họ chịu chơi lắm. Vì tìm hiểu thử vì sẽ biết à. Tại vì sao họ nghèo phải không? Tại vì họ chịu chơi họ mới nghèo. Chịu chơi quá nghèo. Như Đức kể mà ba những Đức mà có con gà mái mà ông cũng khách đến là ông làm gà mái luôn. Nó nghĩa là quá chịu chơi. Giống như à, có khi cái người miền Tây mà người ta làm 10 đồng người ta dám xài 12 đồng. Vậy 2 đồng kia ở đâu mà xài mượn? À họ dám xài vậy đó. À, cái quy tắc của họ là sống là giống như là làm cực khổ là có phải có bụi cơm coi được một chút. Không thể nào chịu kham khổ quá. Quý vị biết vì sao mà người miền ngoài người ta vô trong miền Nam người ta dễ làm chủ không? Vì người ta khắc khổ, người ta chịu đựng, người ta chịu khó, người ta tiết kiệm, người ta sống rất là chịu khó. Nhưng mà sau này người ta giàu rồi mà người ta vẫn còn khó. Giàu vẫn khó. Tại vì người ta chịu khó quá, người ta đã thành hình. Biết thành hình không? Thành hình của nội tâm. Nên khi này họ có sao này họ có giàu họ cũng khó mở tâm ra. Người miền Tây tuy họ nghèo nhưng mà tâm lượng của họ đến với khách đó, nhiệt tình. Rất nhiệt tình. Những Đức hồi xưa còn nhỏ để ý. Mấy ông già buổi sáng mà chạy xe ngang đường kêu anh ba, ba tôi đi nhổ cỏ một chút. Không, anh ghé uống ly nước trà. Anh mà không uống ly nước trà ngày mai mốt đừng có kêu tôi vô nhà ghé nhà anh. Hoặc là người ta đổ một cái miếng bánh khọt bưng lại nhà chòm sớm chia. Bữa sau nhà kia nấu chè chia lại nhà này. Vì thấy tình làng nghĩa sớm không? Khi bệnh đau cái gì chân nửa đêm hôm la sụp. Cô bác ơi, nhà tôi, chồng tôi bị nhức đầu. Chưa? Anh ta chạy tập trung lại. Người giác gió, người cạo gió, người đấm bóp, làm chút ông chết quẹo. Quá nhiệt tình. Làm nhiệt tình còn hơn cái gì nữa quý vị. Thì thấy không? Đó là cái gì? Đó là một cái tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Nghe không? Nó quý vị nhớ cái câu nghe. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi chúng ta sống với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau. Nên á, người gặp nhau là đã có duyên, không chỉ là sống cùng một nhà, sống cùng một chùa. Duyên này nó dày lắm. Nên đem cái tình thương mến thương đến với nhau, mình cảm giác nó bình an, thương yêu nhau. Thương yêu nhau không có dụng ý thì cái thương yêu nhau nó đặc sắc. Nó thí dụ như bây giờ những đứa bị ảnh hưởng, mình đến với ai mình rất nhiệt tình nha. Nhưng mà cái người miền Tây họ có cái tính. Quý vị đi đến nhà họ nghèo đó, họ đãi đàn đồ ăn cái vị nhiệt tình đó. Nhưng mà quý vị xong quý vị nói nhà anh nghèo quá, họ để tôi cho tiền anh cắt cái nhà nó ho ho được rồi. Là thấy có trở ngại vậy đó. Nói câu là trở ngại đó quý vị. Cho tiền là trở ngại á. Khi ý nó khi dễ. Nghèo kệ tôi. Miền Tây nói câu nghèo kệ tôi. Không mở mấy người thương hại. Phải là gần gũi, phải hiểu nhau, phải biết nhau, phải có cảm tình rồi lúc đó mới giúp họ, họ mới chấp nhận. Chứ vừa gặp mà mình thương hại họ, ra một cái vẻ mình thương thật lòng mà họ nói thương hại họ, họ không chấp nhận. Quý vị nhớ mình có tiền mà mình đặt phải đúng nơi đúng chỗ, mà mình có một cái nhận thức sâu sắc thì cái đồng tiền mình đưa ra nó mới phù hợp. Mà nếu không là có trở ngại. Nên những Đức nói tại sao chùa mình nó như một đại gia đình. Vì có đông gì này. Này đa phần là chùa, thường trụ chùa ở trong chùa không. Hoặc là cộng tu cũng là ở đây là ở xuyên suốt. Thì thấy như một đại gia đình sống với nhau đặc biệt gì đó.
Đó là cái gì? Cái đó là gọi là tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Chùa chúng ta thì tổ chức Du Lan 3 ngày 17, 18, 19, 3 ngày, nằm vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nhưng mà bữa nay những đức tổ chức cho các cụ ở đây, cho các cụ để gọi là một cái chương trình Du Lan của đại chúng trong chùa. Ngày mai thì bên hộ pháp, ngày thứ tư thì bên đại tụng lâm. Tại vì chùa chúng ta cách phản, đây qua hộ pháp nên bên nào tổ chức ra bên đấy. Cả giờ này chúng ta tổ chức ở đây thì bên đại tụng lâm vẫn tu bình thường. Ngày mai tổ chức bên đại tụng lâm gần gần thì một số các Phật tử mà thích qua anh đó qua, một số các cụ già muốn qua chơi kệ cho các cụ qua chơi, tại vì mình sát bên. Còn qua hộ pháp thì sao qua, nên các cụ ở yên, chúng ta lo tu hành rồi vài bữa tiếp tục rồi mình tổ chức bên đây. Thì chúng trong chùa, người ta về chùa tu đông thì mình phục vụ, mình lo cho người ta. Còn bây giờ thì những đức tổ chức cho các cụ, cho chúng trong chùa, nó vậy thì tự nhiên vị thấy nó có trước có sau, nó rất là đặc biệt. Nhất là các cụ già trong chùa mình, mấy bà vui đó. Nên á, bữa nay mà gặp không có Kim Tho, Phú Quý hát á, không có ca sĩ hát thì mình sẽ mời tu sĩ hát. Còn chùa mà không có người hát nữa thì những đức hát. Chứ sao nếu mà không ai hát mình phải hát chứ sao bây giờ, nó mình hát con cò bé bé đó đậu cành tre. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái đơn giản, quý vị phải nhớ rằng khi mình thương cha mẹ già là cái hành động đơn giản. Mình đừng có nghĩ mình lớn tuổi rồi nghe, cha mẹ lúc nào cũng xem con còn nhỏ. Nên mình khi mà mình ngồi gần bên mẹ cha mình, bóp tay bóp chân rồi tự nhiên mình vén tóc mẹ hay mình làm những hành động đó, người làm cha làm mẹ họ vui, người già họ cảm giác vui lắm quý vị. Nhưng những đứa mà đến gặp người già, đứa bóp tay bóp vai cái cụ vậy đó, hoặc là ôm cặp cổ cụ già, cảm giác nó gần gũi như mình làm con gần gũi cha mẹ. Như nãy những đứa ở bên kia vừa ăn cơm xong gặp Phật tử chút xíu, đâu lúc đó là 4:20, những đứa lên ngay cái khu yếu khoảng 40-50 cụ yếu, thấy cái cụ yếu tội nghiệp nên làm một đoạn ký sự U100 niệm Phật giáng sanh. À, làm xong cái chương trình xong mới chạy qua đây á. Xong những đức đứng rồi chụp hình các cụ cặp cổ, các cụ đùi chụp hình. Những cái điều đó là một cái tư tưởng để đưa ra xã hội để cho người ta thương yêu cha mẹ người ta. Thật sự mà nói, mình bây giờ các cụ già được về chùa mình đã được thương yêu rồi. Bây giờ bản thân chúng ta phải làm sao để nhân rộng ra để cho nhiều người làm con thương yêu cha mẹ, để sau này cuộc đời của họ, con họ thương yêu họ. Cái việc này là cái việc quan trọng dữ lắm trong cuộc đời quý vị à. Quý vị biết rằng á, như cha mẹ những đức sinh những đức ra nhưng họ không có duyên gặp Phật pháp, chết queo hết rồi. Bây giờ bản thân mình có đây là con của cha, có của mẹ. Từ nơi đó mà bây giờ mình phải thương yêu các cụ. Thì giống như là cha mẹ mình chưa có dẫn dắt vô đạo, ngày xưa mình còn chưa biết tu mà dẫn dắt vô đạo gì? Mình dẫn đi nhậu thì được, mình dẫn dắt vô đạo gì đó. Nếu như mà những đức mà không đi tu mà ba những đức còn sống mà ổng cũng nhậu dữ lắm, mà lâu lâu mình về thành phố mình về mình với ổng, ban đầu mình nói dạ con mời ba ly nhậu chút, mình nói mời mày ly. Ôi mình nhậu vô một chút khi mình tầm 7, thấy chưa? Bây giờ nhờ mình gặp Phật pháp mà bây giờ mình thương các cụ già, mà cha mẹ mình dù mất đi nhưng mà cũng còn có của cha, còn có của mẹ, mình lại sống những ngày tháng ý nghĩa như vậy. Thì cái này là cái tâm mình báo hiếu cho cha mẹ của mình, rồi mình đem thầm trong tâm mình mà mình hồi hướng cho cha mẹ của mình, cầu cho cha mẹ mình sanh đến chỗ an lạc là cực lạc, đúng không? Đến đây có những anh em trẻ nè, nhiều nè, mà cùng chung tay những đứa trẻ trẻ không mà cũng người nào cũng đẹp trai. Tướng tá ngon lành đẹp trai không? Cùng chung tay những đứa nuôi người già. Trong chùa tôi nói thiệt, có mình tôi xấu nhất. Thấy hô mà nó xấu vô duyên gì đó, kỳ cục. Bây giờ là nó đỡ nghe. Chứ cách nay mà 10 năm về trước, tàu ngồi giảng mà tưởng đâu con cốc. Cái bà kia bà nói, thầy con thầy nói chuyện thì vui thiệt, dễ thương. Nhưng mà nhìn thầy hô quá. Trời. Tôi đó, tôi nói hoài mà bà sao bà còn nói vậy.
Bà nói ngay ngay cái trái tim thổn thức. Bà nói là thầy thì nói chuyện được nhưng mà sao thầy hô quá. Thôi thôi tôi cũng đâu có muốn đâu, tại nó hô thì phải chịu chứ sao bây giờ. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mà trong chùa như đấy thấy mấy anh em trẻ trẻ đó. Chú nào cũng đẹp trai, ngon lành, phong độ. Phát tâm đi tu vô đây nuôi các cụ già, nhiệt tình hết mình luôn. Nói vì sao lưng phú quý cũng đẹp trai quá chắc. Không, mình sống đơn giản, bình dị, gần gũi nghe quý vị. Dù tu sĩ hay ca sĩ cũng vậy chứ, được lòng công chúng là thương. Nói chuyện bình dị, đơn giản, vui vẻ, quan hỷ, nhiệt tình là được công chúng thương. Mà công chúng thương thì nổi tiếng chứ làm sao. Như những đức bây giờ cũng giỡn đâu. Là cái quan trọng là cái gì người ta thương. Nên người xưa nói câu hay, thương người thì thương cả lối đi, mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Nó thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bùa hòn cũng méo. Bây giờ nó đông quý vị à, đó. Người ta mà thương mình dù mình có hô người ta cũng nói đẹp. Mà người ta người ta đã ghét quý vị rồi. Dù mình có mặt tròn đẹp đi chăng nữa người ta cũng chê mình xấu. Người ta đã ghét rồi là ta lôi cái gì xấu ra nhất để người ta nhìn ngay cái khuyết điểm. Mà người ta đã thương rồi người ta phải tìm ra ưu điểm cho bằng được. Khuyết điểm ta lội mà ưu điểm ta phát. Nó rõ ràng luôn, mình sống mà được người ta thương là đặc sắc. Mà làm cho người ta thương là bằng cái tâm chân thật. Còn cái sự mà vẽ tranh thì nó cũng lộ à. Mình phải chân thật á, thì tự nhiên người ta thương. Mà sự thành đạt của ai cũng là từ chân thật. Dù cho làm ăn kinh doanh gì cũng phải chân thật. Chân thật sẽ được nhiều người thương. Mà nhiều người thương thì ta ủng hộ. Mà ủng hộ thì nó thành đạt. Chứ nhiều người nói rằng tưởng đó là kinh doanh là mình phải nghĩ mưu mẹo này kia. Không phải. Nó tổn phước, nó đi xuống lại. Mình chân thật nó mới bước lên. Khi mình chân thật mình sẽ gặp những đối tác chân thật tìm mình. Người ta gặp mình nói chuyện, khi mình ký hợp đồng mà mình nói chuyện cái là người ta kết. Quý vị coi như những đức ở chùa, ở con nơi mà đối tác những đức đông quá trời. Đối tác đông quá trời đông luôn. Từ là trên mạng internet, rồi từ xã hội bên ngoài, Phật tử quá trời đông. Từ nước ngoài đều quá trời luôn, mà ở nơi không xài điện thoại. Vậy mà người ta vẫn là cố gắng tìm cái đường dây không không thấy. Người ta tìm cho bằng được. Không giỡn đâu nghe. Đâu xài điện thoại đâu. Rõ ràng luôn đó. Thì rõ ràng người ta thương mình và người mình làm cho người ta vui, mình làm cho người ta an tâm là người ta phải tìm mình. Người ta phải tìm mình thôi. Còn mỗi lần người ta gặp mình mà bất an, người ta không có tìm mình đâu. Đó. Nên nếu như mà người ta đẹp mà người ta còn chân thật, dễ thương nữa, thì cái sự thành đạt của họ nó dễ dàng. Tại vì nó dễ được tiếp nhận của công chúng. Còn mình xấu nên mình phải dành thời gian cả chục năm cố gắng mài mò mình phát triển. Nên người ta từ từ ta mới biết. Nên cái người mà đẹp là cái người ta cũng có phước. Người ta cũng tâm cung kính, rồi cái tâm quan hỷ vui vẻ. Nên cái duyên người ta vậy nên ta mới đẹp. Còn như những đức mà sanh ra mà nó hô hốc, rồi mặt buồn, nó hô kỳ, đi hai hàng kỳ cục đó. Gì đâu nó xấu dã man. Gì đâu mà kỳ cục hơn cái gì nữa đó. Nên từ nơi đó mà có cái bà kia bà nói tàu ô, nếu mà không bắt đèn mà để chờ tối mà thầy mà cười không thấy cái mặt, thấy hầm răng không. tôi vậy đó được không? Thì thấy không? Không mà như vậy nghe mà ngộ thay. Thương người ta vẫn thương nghe quý vị. Cái này là rõ ràng mới thấy không? Là đó là cái gì? Chân thật mấy anh em. Chỉ cần nhiệt tình chân thật là người ta quý thương mình nghe. Nên mình là người tu mà nó phát cái tâm chân thành hay lắm. Mà cái tâm chân thành nó giúp cho mình bình an lắm nghe. Như những đức ngày nào cũng vui quá trời vui luôn. Nó cái việc gì cũng vui. Có cô kia có nói thầy đơn giản mà thầy bụi bụi. Con biết thầy cũng từ cái bụi mà ra. Ôi sao cô nói ngộ vậy? Thầy biết không? Con lần. Con thì nghe thầy giảng con biết thầy rồi đó. Nhưng con lần tự nhiên hai vợ chồng con đi công chuyện. Cái tự nhiên sao mắc tiểu quá trời mắc tiểu. Cái nói bây giờ mắc tiểu quá trời không có chỗ nào đi tiểu.
Thôi chạy kiếm chỗ nào vắng vắng tiểu. Tự nhiên con lỡ ngay bức tường, con tiểu. Con lỡ bức tường sao con nghe cái tiếng niệm Phật của thầy. Lỡ chỗ vắng, lỡ bức tường cái tiểu con nghe tiếng niệm Phật của thầy. Cuối cùng nghe tiếng niệm Phật của thầy nói, trời sao có tiếng thầy Đức ở đâu đây vậy trời. Cái ông này sao mà nơi nào cũng thấy ổng hết trơn, cái kỳ cục cái trận. Sao mà ở đây vắng vẻ mà cũng nghe cái tiếng niệm Phật của ổng. Sao mình coi coi ở đâu đây kỳ cục ý. Cuối cùng gì mà thấy chùa của thầy. Rồi tự nhiên bữa đó sao vô nghe thầy giảng luôn. Từ nơi đó mà biết chùa thầy luôn. Rồi thấy cái nhân viên nó đưa đẩy lạ kỳ chứ. Rồi thấy cái nhân viên trong cuộc đời này chưa. Nó lạ để mà gặp Phật Pháp. Hay không? Đó. Nên quý vị biết bắt niệm Phật đó nghe. Mà người ta nghe bất chợt. Tự nhiên đủ duyên độ người ta. Nghe chưa? Nó nên á, mỗi một con người chúng ta trong cái cuộc đời nghe này nghe quý vị. Khi mà con người mà gặp sự cố gì, khổ đau gì nghe quý vị, là tự nhiên quý vị sẽ gặp Phật Pháp. Hoặc là quý vị sẽ gặp sự tốt đẹp đến quý vị. Nó sẽ phát triển lại. Nên con người ta thịnh, thiệt thịnh thì nó hạ xuống. Nhưng mà hạ đến mức tuột dốc thì nó thịnh lên. Con người nó quy luật sống là nó như vậy đó. Nên khi con người khổ đau cùng cực, ung thư, bệnh này bệnh kia, tự nhiên mình gặp Phật Pháp. Nên khi mà giờ các cụ trong đây có những người, những đức nó thiệt lòng nghe, có những cụ già mình trong đây là không phải các cụ mà tự nhiên cái duyên các cụ đi vô chùa tu đâu, mà là các cụ cũng gặp một cảnh ngộ gì trong cuộc đời mà các cụ đi tu. Chứ không phải là cụ nào cũng là suôn sẻ cái chuyện con đưa đến chùa cho các cụ ở tu đâu, không phải đâu. Mà có những đứa con nó cũng là vì cuộc sống sinh nhai bận bịu mà tự nhiên con các cụ không có thời gian lo cho các cụ. Cuối cùng cái cụ nhà buồn quá mà còn phải bắt giữ giáo, rồi còn đi lau nhà này làm kia buồn quá. Rồi có những đứa con nó không hiếu mà nó nhậu gì nó còn la nữa chứ. Buồn quá, tự nhiên sao biết chùa mình đi lỡ đây. Mà lỡ đây ban đầu cũng buồn lắm mà các cụ nghe Pháp tự các cụ cỡ mở tâm tư, thấy không? Bây giờ tự nhiên cái tâm mình sanh ra cái tâm cảm ơn. Cảm ơn gì? Nếu như mà đứa con mình nó quá thương mình, có chừng mình ở nhà luôn mà. Không phải mình kêu con mình nó bất hiếu với mình, nhưng mà trong cái mà nó bất hạnh, nó lại gặp được một cái nhân duyên đặc biệt trong cuộc đời. Rõ ràng thấy chưa? Đó. Nên Điện Đức nói rằng là mỗi con người chúng ta mà gặp Phật Pháp là nó hay lắm quý vị ơi. Gặp Phật Pháp là nó đặc biệt lắm. Tại vì Phật Pháp cứu đời mình, mà chính bản thân Điện Đức là được Phật Pháp cứu cuộc đời mình nè. Tại Điện Đức mà không gặp Phật Pháp có chừng Điện Đức chết queo rồi. Chết thì chứ không phải giận ăn nhậu dữ lắm. Trời ơi, có tiền thì uống bia Sài Gòn đỏ, mà không có tiền uống rượu chuối. Uống rượu chuối mà còn không có mồi nữa. Bị biết rằng nó mua đúng một con chim chiên bơ mà không dám cắn, chấp một cái uống sợ cắn hết con chim. Nghèo đến mức như vậy quý vị, kinh khủng không? Mà rượu chuối là khó uống dữ lắm, uống xong mà nó thở ra là mà người khác muốn xỉn luôn. Uống rượu chuối mà sáng mình thở người khác cái bên muốn xỉn. Vậy mà mua đúng một con chim chiên bơ, con chim bơ bên đó lộn. Hiểu không? Mua chắc đây mình thả chim chia sẻ chứ mình quên cút chiên bơ quên nó lột vậy mà không dám cắn con cút, chấp à. Chấp một cái uống, chấp một cái uống, đến khi mà uống hết chai rượu chuối mới dám ăn con cút. Thấy chưa, thấy nghèo khổ cỡ nào chưa, thế thảm thiệt. Mà ngồi ở đâu, toàn là quán cốc cây dầu đường Sư Nguyệt Ánh, đầu đường Sư Nguyễn Ánh kế Nguyễn Thị Minh Khai, ngay chỗ đó ngày xưa những đứa ưa nhậu, kế nhà Ngọc Sơn. Nhìn qua mình thấy Ngọc Sơn mình ngưỡng mộ tới ghê, còn nhìn qua mình là ngọc trong đá. Ngồi kế nhà Ngọc Sơn mà ngồi dựa vô bờ kè uống, trời ơi, người ta thì ca sĩ người ta nổi tiếng tới ghê, còn mình thì ngọc trong đá là ngồi kế cái bờ đá mà uống. Thấy thảm chưa? Đây là đường Sư Nguyễn Ánh tôi ở mười mấy năm, kế nhà Ngọc Sơn. Vì biệt thự thiên niên kỷ mới vậy. Nhà Ngọc Sơn hồi xưa đường đó những đi mòn đường, nên mà toàn là đi quán kiếm rượu chuối đủ. Nó vậy thấy không, dù ở thành phố nhưng nghèo vẫn là thấy thê thảm. Đừng có nói cái ngon lành gì vậy mà lâu lâu về quê là xạo hơn cái gì. Xạo được đúng ba ngày xạo, tới bữa thứ tư bằng quần đùi đi bằng đêm về thành phố. Có tiền là đi về bằng ngày không? Tàn là đi bằng đêm mà sáng về nhà là buổi sáng, khoảng 7 giờ sáng. Nhưng mà hết tiền rồi toàn là gì? Toàn là đi lúc 7 giờ tối không? Đi ngủ vấn đề.
Bởi vì con người mình quý vị biết rằng nó bị vật chất nó chi phối cuộc sống. Nên con người mình nó chạy lao theo cái dòng xoáy của cuộc đời mà chúng ta không biết được niềm vui của nhân sinh. Nên những, bây giờ chúng ta biết Phật pháp vì thấy không? Cuộc đời nó đơn giản bình dị mà niềm vui của nhân sinh mình lại có. Nên những đức nói cái hạnh phúc lớn nhất là con người biết đủ và sống có biết được cái niềm vui của Phật pháp. Niềm vui Phật pháp hay lắm á. Giỡn đâu. Niềm vui Phật pháp rất là hay. Vì thấy những điều như đức chia sẻ vì thấy không? Nó rất đơn giản. Nhưng mà tại sao quý vị nghe cảm giác nó nhẹ nhàng? Tại vì nó tặng đáy lòng mình nói ra, nó truyền tải tư tưởng năng lượng. Cái đây là cái cách năng lượng truyền tải đó quý vị. Một con người có năng lượng quá đầy, nó truyền tải năng lượng giống như một cái chàng nít mà cụt tay cụt chân mà thành tựu cực kỳ lớn luôn. Cụt tay cụt chân quý vị biết rằng đi đến những cái trường đại học giảng truyền năng lượng cho tuổi trẻ. Nhìn từ ông đi để sống cuộc đời có ý nghĩa. Nhìn từ ông để đừng bao giờ đi vào tệ nạn xã hội. Nhìn từ ông để tin tưởng chính mình, khi muốn làm gì thành công chắc chắn sẽ thành công. Đó, rõ ràng không? Quý vị biết những đức ngày xưa học lớp 3 mở lại 9 năm. Học gì đâu nó giỏi thế ghê. Mà quỷ ma lắm. Mới có 6-7 tuổi thôi mà yêu cô giáo. Hồi xưa thấy bà cô Dung á, bà dạy lớp 1 bà đẹp, cao ráo như chị Kim Tho. Mà mình mới 7-8 tuổi thôi. Tờ mình phái bà cô giáo. Mà mình mỗi lần mà bà Lợi mà vỗ vai mình là bộ mình nắm tay cô giáo. Cô giáo tưởng là mình không biết cái gì mà mình nhỏ xíu mình quỷ thế ghê. Nó hư gì đâu mà kinh khủng. Vậy đó mà học ở lại lớp, mà học tới lớp 3 mà ở lại 9 năm. Đúng là trung thành với trường xưa. Có nhiều người hỏi ủa sao mà ở lại lâu vậy, nói ở lại lâu học được nhiều. Cái gì cũng nói được lạ kỳ dữ lắm. Nhờ vậy mà bây giờ giảng pháp cái gì cũng giảng được, quý vị thấy chưa? Ai ngờ được ngày hôm nay gì đâu. Đó. Từ nơi đó mà không, cái người miền Tây những đức là thích nói đơn giản thì thẳng thắn, cái gì nó rõ ràng vạch tẹt đó. Mà con người đặc biệt sống mà vui là nó không có bí mật nha quý vị. Con người mà có bí mật đó là nó nặng nề lắm. Bí mật là gì? Bí mật là sự chắc chứa. Mà chắc chứa thì nặng nề. Con người cần phải cởi mở ra. Mà vợ chồng mà sống với nhau mà hạnh phúc cũng từ cởi mở ra. Chứ đừng có mỗi người đều giữ cái nội tâm buồn khổ, bực bội, khó chịu gì giữ đó. Giữ lâu ngày nó làm một cái mìn nổ chậm. Nó nổ một cái bùm cái là chết. Nên vợ chồng mà có buồn giận gì nói liền. Một chút là nói liền. Một chút là nói liền. Không có để. Thế để qua đêm nó nguy hiểm. Nên cái gì mà mình không vừa lòng là nói liền, nói liền. Nên có nhiều mà cô Phật tử về chùa mà cổ mang bầu, như Đức nói tiệt đói nghe, cái bụng đã bự rồi, không để cái thứ buồn vô bụng nghe. Để buồn vô bụng ảnh hưởng đứa con. Nó nghe lời thầy dạy con cố gắng. Chứ con mang bầu mà chồng con đi hoài con cũng buồn lắm ơi thầy ơi. mình đã có bầu rồi mà bây giờ mình buồn, mình để nỗi buồn trong bụng là con bị ảnh hưởng đó trời. Không có giỡn đâu. Có cái bà kia nghe, bà ở dưới Vũng Tàu. Mà bà khi mà bà mang bầu bà nghe những đức giảng suốt luôn. Mà bà nghe những đức giảng mà bà vui, mà bà quý những đức đừng có nói nữa. Những đức nói, cô nghe những đức giảng mà cô nhìn những đức suốt tối ngày. Chồng cô đi sớm về muộn, cô nhìn những đức giảng mà cô nhìn hoài. Sau này cô chừng cô đẻ con giống cái mặt giống hệt những đức chết mộ. Không mà mình nói vui 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 mà thử thật là quý vị biết rằng là vì quý ai, vì thích ai, vì nhìn ai giết nó đẻ giống hệt người đó. Đẻ mặt giống hệt luôn. Trời ơi bà đẻ đứa con nó hô y gan mình. Cái đứa con hô y gan mình luôn trời. Mà nhỏ nó hô à. Nó có duyên lạ thế ghê. Từng thứ bảy nào bà cũng ẩm lợi. Trời ơi mỗi lần mà nó gặp với Đức làm nè. Đó. Nó gặp mình cái là ngộ thế ghê. Trời, thằng nhỏ nó lạ kỳ ghê trời. Mỗi lần nó gặp những đứa một cái là vá chụp vậy đó. Mà những đứa chưa đưa tay qua là nó nhào mình những đứa. Thì nghĩ nhân viên cỡ nào chưa? Tại vì lúc mà bà mong bầu bà cứ nhìn mình. Rồi bà cứ giảng, bà nghe giảng pháp bà cười suốt. Bà cười hoài mà bà cứ coi suốt tối ngày. Cuối cùng bà đẻ ra mặt cái gan mình hô. Thầy ơi, tại sao những đứa lại đứa nói nè con cái mặt giống những đứa quá,
sau này 20 năm sau đi tu đi, sau này giảng pháp giống Nhân Đức thì ngon lắm á nghe. Đó. Thì thấy rõ ràng, nên khi mà mình á, mà mình mang bầu, mình thường á, dụ nhìn Phật, Di Đà, nhìn Quan Âm, thì con của mình cái gương mặt nó từ bi giống Di Đà, giống Quan Âm. Dù nghe những đức giảng nhưng mà cái tâm mình tưởng nhớ hình tượng Quan Âm, hình tượng Phật Di Đà. Chứ bây giờ mình nhìn mà quý những đức quá, nó mặc giống hệt những đức, chồng nó gan nó quýnh thấy mù. Thấy đi chùa hoài mà nay sao đẻ mặc giống thầy đức quá, nguy hiểm. Thấy không? Nên từ nơi đó mình cái tâm mình cảm giác là tượng Di Đà, Quan Âm. Tự nhiên con mình sinh ra con gái gương mặt hiền hậu giống Quan Âm, mà con trai gương mặt trượng phu giống Di Đà. Ờ, nó ảnh hưởng đó chứ bây giờ quý vị. Nó nói rằng là quý vị mà mang bầu bì em đeo máy này Phật suốt, rồi sanh con ra quý vị sẽ thấy, ồ nó dễ nuôi mà nó dễ thương gì đâu. Phước báo đứa con nó đến đòi nợ nghe, là nó chuyển nghiệp, không đòi nợ mà báo ơn. Còn nếu như mà mình mà gọi là mình mà mang thai đồ này kia, mà mình ăn thịt chúng sanh đồ này kia, còn đến báo ơn nó quay ngược thành báo oán, giết chúng sanh. Nên từ nơi đó ăn chay hay đó. Nhiều Phật tử gì chùa mình lợi ích này lớn. Nên từ nơi đó mà đứa con hiếu thảo nó sanh ra, rồi nó mới thương cha thương mẹ. Đúng không? Bây giờ quý vị coi, bây giờ như Nhân Đức thương bao nhiêu bà già. Nếu như bây giờ mà tất cả các anh em đều thương các cụ già này thì sau này nuôi bao nhiêu bà già nữa. Nó nhân rộng ra, những lớp trẻ này nổi lên, tiếp tục thương người già, nuôi người già nữa, thì cái người già trong cái cuộc đời này sẽ được nhờ. Không? Ví dụ như giờ cha mẹ của Hòa Thượng Viện Chủ chùa mình, thầy mình, cha mẹ người ta có phước đức, sinh ra con người ta từ nhỏ đi tu, xây bao nhiêu chùa lớn. Từ nơi đó mà sanh ra một đứa con, vậy vì thấy hạnh phúc cỡ nào chứ. Đây là tuyệt vời nhất sự nghiệp nào bằng sự nghiệp này. Hiểu không? Đó. Nên mong tất cả các người già khắp nơi nơi mình coi qua chương trình này nghe, là tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Mình thương người già là mình đang thương cái tuổi già của mình. Mình thương người là đang thương mình đó quý vị. Nên cái cảm giác này mỗi một con người phải mở tâm lượng ra, thương yêu người già. Lỡ cha mẹ già có khó tính một chút, đổi tính một chút, mình tha thứ, để sau này con mình nó tha thứ cho mình. Con mình nó nhìn từ cái hành động của mình đối xử với cha mẹ mình, còn mình chưa dạy nó cũng nghe nữa. Còn bây giờ mình bắt hiếu với cha mẹ mình có nói cái gì con mình nó không nghe đâu. 100% như những đứa thương các cụ già, những đứa có la các cụ đi chăng nữa, các cụ ba vẫn cảm nhận ba hiểu. Ba hiểu là trong số lượng người già có những người già khó tính vậy, thầy phải nói như vậy để mà rèn luyện các cụ trở thành tốt. Mấy cụ ba hiểu hết trơn, chứ đâu phải là mình có tâm ác ý gì đâu. Nên từ nơi đó cái hành động chân thật nó cảm hóa quý vị. Có nhiều bà cụ nói thôi không có muốn làm chuyện gì phiền phức để cho quý thầy quý chú buồn, để cho mấy thầy mấy chú lo nhiều việc khác. Vì thấy không, tình thương mến thương của một gia đình, thấy không? Đây là đại gia đình gọi là tình thương mến thương. Chùa ở đâu mà một ngôi chùa mà đông gì mà con người ở trong đây không? Đây là không phải chương trình lễ mà ở ngoài vô đó nghe. Mình nếu như mà chùa mình 17, 18, 19 thì thôi nó tràn lan đại hải người ta. Đây là người trong chùa không ở gì thì vui biết mấy. Nên nhiều người già mà về đây nè, mình chơi với người già. Trẻ mà về đây nó có tư tưởng chơi với người trẻ. Bên nữ thì có bên nữ, thấy không, rõ ràng luôn. Còn con nít, bảo tháp, đủ hết trơn rồi. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình mà gặp được cái nhân duyên này đặc biệt lắm. Mà cái nhân duyên này mình được một ngôi chùa gì mình ở là nhờ Hòa Thượng mình xây dựng, mình mới được gì. Ơn Hòa Thượng. Nó hồi sáng Nhân Đức qua bển, Nhân Đức trình lên dạ thưa Hòa Thượng, con tổ chức Du Lan 3 ngày, rồi 3 ngày con tổ chức cho các cụ trong chùa. Hòa Thượng nói, ông sắp xếp làm sao cho mấy bà già bà vui. Nó 82 tuổi rồi. Thấy không? Mình làm gì mình trình lên thầy như trình lên cha mẹ. Từ nơi đó mà các cụ thấy không, mình được cái nơi gì là hạnh phúc lắm. Các cụ thấy không, có bà cụ kia bà khôn ghê nghe. Con mới vô kêu bà dìa, bà nói nè, mà tập dẫn mày lại đây cho mày coi. Bà lỡ cái thang máy, bà bấm mới chạy cái du lên lóc nhà. Bấm thang máy chạy cái du lên lóc nhà. Bấm thang máy chạy cái du xuống đất. Bà nói với đứa con vậy nè, mày về mày cắt cái nhà, rồi mày làm cái thang máy giống gì nè, rồi mày hãy đi lên đây mày rước tao về. Ghê không? Già khùng ghê chưa? Nè, bây giờ tao ở đây với nhiều người già vui gì,
mà tao khỏi cần bước nữa, bước vô thang máy tao bấm cái dù chạy lên lóc nhà. Khi tao đi tu tao bước xuống bấm cái dù chạy xuống đất, thấy chưa? Khi tao yếu quý thầy đưa tao vô phòng hộ niệm niệm Phật cho tao. Rồi khi tao mắc đi thì quý thầy, chính thầy Đức ghinh quan tài ra xe cho tao luôn, rồi đưa lên cái đài quả táng, mà gọi là một cái đài quả táng đặc sắc, đẹp vô cùng, còn hơn là khách sạn 5 sao. Nghĩ cỡ nào, quá đặc biệt luôn. Rồi đưa lên đài quả táng mà máy niệm Phật bắt rinh rang ngoài lề đường, kết duyên bao nhiêu con người. Đây là nhân duyên đặc biệt mà tao phải ở đây. Nên mày cắt cái nhà giống gì đi rồi mày hả rước tao nghe chưa. Nó mới bị thấy không. Nên từ nơi đó mà nhiều bà già mình, bà hiểu lắm chứ không phải không hiểu đâu. Bà thông minh, bà hiểu lắm. Nên các cụ khắp nơi nơi mình nghe được gì, mình biết chọn chỗ đi về. Mình chọn chỗ đi về bình an. Mình chọn chỗ đi về mình nương tựa tuổi già. Chứ bây giờ mình ở với con chưa chắc nó lo được gì. Mà con người chết đâu phải là hết, mà chết nó còn sự tái sinh các cụ. Nên những đức nói các cụ ở trong chùa, dù một phòng 5-6 người, mình sống với nhau chị em thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đây là cái hạnh phúc của mình khi tuổi già. Và người trẻ thì lại có tư tưởng sống đặc biệt. Mình sống những ngày tháng như vậy là quá đặc biệt rồi. Thật sự mà nói, nếu mình ở ngoài đời mà mình có gia đình, chưa chắc rằng mình làm được những việc này. Nhưng mà mình ở đây mình làm được những việc này, đây là ý nghĩa của nhân duyên. Cuộc đời mình đi đến cái cõi này mà mình làm được gì. Nên mỗi một con người mà mình ngồi ở đây, mình nghe gì, rồi hàng Phật tử khắp nơi nơi mà coi được những công đoạn này, những người già cha mẹ của mình, mình dẫn dắt cha mẹ mình đi đến đây để làm chi? Để cho cha mẹ mình có cơ hội được gần gũi chùa chiền, để cha mẹ mình được biết tu, biết niệm Phật. Đây là cái hành động báo hiếu của quý vị đặc biệt dữ lắm. Nên á, dẫn dắt cha mẹ biết Phật Pháp mà giúp cho cha mẹ đời này giảng sanh, đây mới là cái tâm báo hiếu triệt để. Nên tháng 7 là mùa Du Lan, bản thân của chúng ta dẫn cha mẹ đến một cái ngôi chùa mà nuôi nhiều người già gì. Ông thầy ông nói chuyện đơn giản bình dị, để cho cha mẹ mình tuổi già được nghe, để cha mẹ mình nhận thức được cái tuổi già chết không phải là hết. Có nhiều người già cái quan niệm họ nghĩ rằng tuổi già mình phải sống gần con cháu, mộ phần ông bà, rồi mồ mả, rồi thắp nhang, rồi coi bằng thờ. Họ nghĩ cái điều này từ xưa tới giờ, từ xa xưa tới giờ nó bị dính cái chỗ này. Bây giờ phải cởi mở ra là mình phải đi về chùa để ông bà mình chưa siêu cũng đi về chùa để cùng giải thoát. Chứ nếu không ở trên bàn thờ đó hoài hả? Trên bàn thờ đó hoài hả? Nên từ nơi đó mình hướng đến ông bà cha mẹ cái giải thoát á, mình mới báo hiếu được. Nên trong cái dịp tháng 7 này mà chùa mình tổ chức 3 ngày Du Lan 17, 18, 19, tất cả chúng ta có cha mẹ đủ duyên, mình đưa cha mẹ đi đến đây để cha mẹ được dự cái lễ này cùng với bao nhiêu con người Phật tử ở đây, để nhân duyên của cha mẹ mình nó phát triển rộng ra, nhân rộng cái nhân duyên ra, để cho cha mẹ của mình được hướng đến Phật Pháp. Dù là chưa đi vô chùa, ở nhà cũng nghe Pháp niệm Phật. Ông thầy này ông giảng đơn giản quá, nghe ông giảng vui quá, mình niệm Phật coi. Có khi nếu mà không biết niệm Phật, ở nhà cứ trách con cháu, sao đứa con này gì, đứa con kia nọ, đứa gì, đứa kia, đúng không? Nhưng bây giờ biết niệm Phật rồi, cái tâm nhớ Phật, cứ ngồi đâu A-di-đà-phật, 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 cứ niệm Phật. Tại vì nếu mà mình không niệm Phật thì mình trách con cháu, sao tụi bay đi đâu mà không về thăm tao. Còn bây giờ mình biết niệm Phật rồi, tự nhiên mình không có trách con cháu nữa. Quý vị thấy một phương pháp tu hay không? Mà nơi nào cũng tu được. Tại sao nhiều người già đây mà ít bệnh là vì vui, không có buồn. Nên những người già mà ngoài đời mà vui niệm Phật là cũng không có buồn. Mình đừng có trách người ta, trách người ta là khổ mình đó. Trách người ta là khổ mình đó nghe, ai cũng vậy, già trẻ gì cũng vậy. Trách người là đang làm khổ mình. Mình phải làm sao giữ được cái tâm trạng của mình an lạc, vui vẻ, tự tại mà sống niệm Phật, có hướng về cực lạc. Đây là một cái sự an lạc của cõi đời, an lạc của cuộc đời mình để mà giải thoát. Nên mỗi một người mình ngồi ở đây mình nghe, rồi buổi chia sẻ này nhiều người được nghe, người ta bị ảnh hưởng đó, từ nơi những cái đoạn vui vẻ rồi mới nhắc lại những cái đoạn để cuộc đời mình tu hành. Nên nhiều người làm cha làm mẹ ngồi đây á, cũng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Trong kinh Phật nói mà, xem người nam như cha mình, xem người nữ như mẹ mình.
Đây là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta không đó quý vị. Phật còn nói là tứ sanh phụ mẫu, nên mình phát tâm ăn chay chùa. Tứ sanh phụ mẫu nên mình ăn chay chùa. Còn xem người nam là cha, xem người nữ là mẹ, thì mình thương yêu hết lòng hết dạ với nhau. Vậy đây mới là gọi là cái tâm hiếu nè quý vị. Tâm hiếu này đặc biệt là bữa nay mình lại tổ chức một chút xíu chương trình gì. Tuy là cũng là một buổi nói chuyện, nhưng mà một chút mấy chú đồ nè, mấy anh em sắp xếp xuống cài cái hoa gì đó cho các cụ đại chúng đồ. Thấy nó có một cái lễ gì đặc biệt. Rồi ca sĩ hát vài bản để mà gọi là cho các cụ ngày du lan, nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành. Dù là giờ con cháu của các cụ nó ở phương xa, nhưng mà các cụ được gì là mình hạnh phúc rồi các cụ. Mình được gì là mình hạnh phúc rồi, mình mừng rồi, chứ không có gì, thấy không? Đó. Nên là nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cụ và đại chúng, các cụ già khắp nơi nơi, ai cũng nghe được Phật Pháp, biết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và tất cả các cụ có sức khỏe, tín nguyện niệm Phật, khi cuối đời các cụ đều hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc nha. Ai như Đà Phật.